Chỗ này ngủ. Một miếng to dữ sao. Trâu cái cục mụn. Ba cái rồi chứ. Ba cái này cái. À, cái này quay lòng đi. Ngủ đi say á. Là ngủ vừa đi chạy xe vừa ngủ luôn á. Nguy hiểm. Cây dây nặng sạch thì khoảng Lấy ơi. Xem gì mà nó ghi vậy. Tháng sau là bố thì còn ý nghĩa gì nữa ha.
bóp thì họ vẫn đau đó. Lâu muốn nó thả luôn. Khô luôn. Tối lộ rửa mặt, rửa mặt rồi tụi thoa nó vô đó đó. Mà không thấy. Sao nó lần rồi. Phải chắc không đi. Thấy thú vị. Chà chà, trong tay lắm.